Mùa lễ hội đã khép lại, đã đến lúc trở lại với sân cỏ nước Anh, nơi thành London mờ sương. Liệu có làm lệch thước ngắm của pháo thủ, gian nan thử thách anh hào khi quỷ đỏ gạt bóng ma ám ảnh nhà hát và tham vọng bảo vệ ngôi vương? Sẽ không có chỗ cho sai lầm tại Midlands, Crystal Palace, Arsenal, Manchester United, Norwich City, Aston Villa, Manchester City. Bữa tiệc hậu năm mới, vòng 22 Ngoại hạng Anh trên K Cộng.